Thưa quý vị, được họp thứ nhất của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 theo hình thức trực tuyến. Sau 11 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, Quốc hội khóa 15 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Mặc dù họp trực tuyến nhưng kỳ họp đã hoàn thành đúng tiến độ toàn bộ nội dung chương trình, đảm bảo chất lượng. Các phiên họp tại tổ và thảo luận trực tuyến diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến tổng huyết trách nhiệm của các đại biểu đối với các dự án luật trình quốc hội tại các phiên thảo luận trực tuyến của đợt một kỳ họp vừa qua điểm cầu hội trường diên hồng được kết nối với 62 đoàn đại biểu quốc hội các địa phương sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng công nghệ đã giúp phiên họp diễn ra thông suốt hiệu quả không bị gián đoạn suốt kỳ họp của đợt một các đại biểu quốc hội của thành phố đà nẵng nghiên cứu sâu và có nhiều ý kiến thảo luận trực tiếp đóng góp nội dung các dự thảo luật đề nghị chính phủ đưa ra những giải pháp mạnh trong công tác phòng chống tội phạm trong thời gian đến, giúp quốc hội tham khảo để điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt tại các cuộc thảo luận tại tổ, đoàn đại biểu quốc hội thành phố nghiên cứu kỹ các tài liệu, phân tích, góp ý từng nội dung. Tổ thư ký của đoàn có trách nhiệm trong việc ghi biên bản, ghi âm để gửi đến đoàn thư ký của quốc hội. Những đóng góp của tổ đại biểu thành phố cũng như tổ đại biểu của các tỉnh thành phố trong cả nước rất quan trọng là tiền đề để Quốc hội, chính phủ tham khảo, kịp thời điều chỉnh các dự án luật, chính sách kinh tế xã hội. Đợt hai sẽ tiếp tục vào ngày 8 tháng 11 năm 2021 theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội để thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách, đầu tư công và công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19.